Xin chào anh chị và các bạn, đây là chiếc cây được làm từ da đến từ thương hiệu Elego dành cho chiếc AirPods 3. Và với thiết kế mới này của Elego thì chúng ta có thể thấy là chất liệu bên ngoài làm từ da rất là đẹp. Và điểm ưu điểm nổi bật của chiếc cây này là khi chúng ta sử dụng thời gian dài thì da này sẽ rất là mềm mịn và đẹp và bắt mắt. Bên trong thì chúng ta sẽ làm từ lớp cao su giúp bảo vệ chiếc cây cũng như là giúp bảo vệ chiếc AirPods của chúng ta một cách an toàn, chống sốc tuyệt đối. Ngoài ra thì đi kèm với lại chiếc cây chúng ta sẽ có một móc khóa cố định được làm bằng kim loại. Chiếc cây còn có thể tương thích được với lại sạc MagSafe không dây. Và đây là toàn bộ sản phẩm của chiếc Elego.